Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với Viêng ngày hôm nay. Thì trong Viêng ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau cập nhật những cái diễn biến mới nhất trên trạc đồ thị của đồng Bitcoin. Và đặc biệt là ở trong cái phần sau của video thì mình sẽ update cho các bạn những cái thông tin liên quan đến đồng ETH, đồng ADA và cả đồng XRP. Đồng XRP phải nói là một trong những cái đồng coin mà gây sốc cho cộng đồng trong cái tuần vừa rồi, khi mà đột nhiên đồng coin này lại tăng lên cái mức giá là $1. Một cái mức giá mà cách đây 3 năm đồng coin này mới có. Và điều này là cái điều mà hết sức là bất ngờ cho các nhà đầu tư, bởi vì trong thời gian vừa rồi các bạn đều biết là cái công ty Ripple bị khởi kiện, khiến cho giá cái đồng coin này bị lao dốc rất là mạnh. Có những cái thời điểm mà đồng XRP có cái mức giá là $0.2, và có rất là nhiều các nhà đầu tư đã gần như là lãng quên đồng XRP và coi đồng XRP là một cái dự án scam. Tuy nhiên chỉ trong cái tuần vừa rồi thì giá trị của đồng coin này lại được đẩy lên một cách rất là nhanh. Vậy thì đây có phải là cái tín hiệu tốt cho thấy cái sự hồi sinh của đồng coin này hay không? Thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích ở trong cái ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung chính của video thì với những bạn mà mới theo dõi kênh của mình mà các bạn đang giao dịch Mergin thì các bạn có thể tham khảo cái nhóm Telegram của kênh của chúng ta. Thì mình có một cái nhóm Telegram hoàn toàn là miễn phí và chuyên sâu về tín hiệu như là về phân tích kỹ thuật. Thì bạn nào mà cần cái sự hỗ trợ thì các bạn có thể tham gia vào trong cái nhóm này. Ngoài ra với những các bạn đang giao dịch trên sàn Binance hoặc là các bạn chưa có cái tài khoản Binance thì các bạn có thể dùng cái đường link ở bên dưới đăng ký tài khoản thì các bạn sẽ được hưởng cái mức giảm phí giao dịch lên tới 10%, và đây là cái mức giảm trọn đời. Và với những các bạn nào mà giao dịch với cả cái khối lượng lớn trên sàn Binance thì các bạn có thể liên hệ với các admin để mà có thể nhận được những cái ưu đãi cao hơn, đúng không ạ? Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cả nội dung chính của video. Thì trước tiên là chúng ta sẽ đến với cái trạc đồ thị của đồng Bitcoin. Thì các bạn có thể thấy là Bitcoin trong những cái khoảng thời gian trong những ngày vừa rồi thì vẫn đang di chuyển trong cái mô hình cái nền tăng rất là rõ ràng ở trên cái trạc đồ thị. Đồ thị giá thì có cái phản ứng tương đối là tốt với cả những cái đường hỗ trợ ở bên dưới cái mô hình trong cả hai cái đợt điều chỉnh vừa qua. Tuy nhiên các bạn có thể thấy là cái lực mua ấy nó vẫn còn rất là yếu và nó không thể nào mà phá qua cái cạnh trên của cái mô hình. Và hiện tại thì Bitcoin vẫn đang bị mắc kẹt trong cái vùng là quanh 60.000 đô và không thể nào mà bứt phá lên trên được cái vùng này. Đây thực sự không phải là một cái dấu hiệu tốt đó, và nó cho thấy là cái mức 60.000 đô là một cái mức giá rất là khó và rất là mạnh để mà Bitcoin có thể vượt qua, và cho thấy là cái lực bán ở trong cái vùng này đang là rất là lớn. Và với cái mô hình cái nêm như ở cái thời điểm hiện tại trên cái trạc đồ thị của Bitcoin ấy, thì mình nghĩ rằng là trong cái xu hướng ngắn hạn thì Bitcoin trong vài ngày tới có thể hướng đến test lại cái đường hỗ trợ bên dưới của mô hình, tức là tương đương cái vùng tầm khoảng 55.000 đô để mà hoàn thiện cái mô hình này. Và mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ cần chờ đợi thêm những cái tín hiệu rõ ràng hơn trong cái việc là xác định cái xu hướng khi mà cái mô hình này bị phá vỡ. Thì trong cái trường hợp nếu như mà đồ thị phá vỡ lên cạnh trên mô hình thì nó sẽ phải đối mặt với cả vùng kháng cự 60.000 đô và một lần nữa. Và mình nghĩ rằng là chúng ta cần phải vượt qua được cái vùng này thì chúng ta mới có thể hướng tới những cái target cao hơn. Cái target thì mình cũng đã xác định cho mọi người ở trong cái video gần đây nhất về phân tích chart, mọi người có thể xem lại cái video này. Thì ngược lại, nếu như mà đồ thị giá bị phá vỡ theo chiều xuống dưới thì các bạn sẽ phải chuẩn bị cho một cái đợt điều chỉnh mình nghĩ là cũng tương đối mạnh ở trên thị trường. Và những cái mốc giá mà chúng ta sẽ cần phải để ý tới đó là mốc từ 52 cho tới 54.000 đô. Và cái mốc giá này thì mình cũng đã chia sẻ ở trong cái video số 446. Và ngoài cái hai cái vùng này ra thì có một cái vùng nữa là cái vùng đáy thấp nhất của mô hình cái nêm chúng ta sẽ cần quan tâm, đó là vùng 45.000. Thì nói chung ở cái thời điểm hiện tại ấy, thì mức giá nó chỉ dao động quanh từ 55 cho tới 60.000 và cũng chưa có cái tiến triển gì là đặc biệt. Và điều chúng ta cần chờ đợi đối với cái trạc đồ thị của Bitcoin bây giờ là chúng ta sẽ cần xem là cái đồ thị mô hình nó phá qua cái cạnh nào của mô hình cái nêm. Thì khi mà cái tín hiệu breakout này xuất hiện thì chúng ta mới có thể có được những cái kế hoạch và lệnh nó phù hợp được. Còn thời điểm hiện tại thì mình nghĩ rằng là chúng ta chỉ nên giao dịch một cách cầm chừng thôi. Và chúng ta sẽ đợi cho đến khi nào mà cái sự breakout nó xảy ra, khi đó chúng ta sẽ quyết định xem là cái xu hướng như thế nào và chúng ta sẽ có cái chiến thuật nó phù hợp đối với cả đồng Bitcoin, đúng không ạ? Tiếp theo thì tương tự như Bitcoin thì đối với cả đồng ETH ấy, thì cái xu hướng hiện tại nó vẫn cũng thực sự là nó chưa rõ ràng. Trong cái tuần vừa rồi thì giá tiếp tục hướng tới phá qua cái đỉnh mới thiết lập tại cái vùng 2K1. Tuy nhiên thì có thể thấy là giá đang gặp rất nhiều khó khăn để mà có thể vượt qua được cái vùng giá này. Và có thể thấy là cái cây nến hôm 6 tháng 4 rút râu rất là mạnh. Còn trong ngày hôm qua thì giá đã tụt khoảng 100 đô và quay trở lại về cái vùng là 1950. Thì hiện tại thì với đồng ETH thì giá đang di chuyển trong cái vùng từ 1950 cho tới vùng 2001.
và mình nhận thấy rằng là ETH vẫn đang được đỡ khá là tốt bởi cái vùng hỗ trợ ở bên dưới. Và cũng giống như Bitcoin thì ETH chúng ta cũng sẽ cần chờ xem là nó phá qua hai cái vùng kháng cự và hỗ trợ này như thế nào, chúng ta mới có thể biết được cái xu hướng trong trung hạn và dài hạn, nó qua đó chúng ta có những cái kế hoạch nó phù hợp hơn, đúng không ạ? Thì đối với đồng Bitcoin và đồng ETH thì trong thời gian tới mình sẽ chia sẻ cho mọi người những cái tín hiệu ngắn ở trên cái nhóm Telegram để mọi người có thể follow lệnh, thì chúng ta sẽ đánh lướt với cả hai đồng coin này và chúng ta chờ đợi những cái tín hiệu, những cái xu hướng lớn và chúng ta sẽ có những cái kế hoạch nó phù hợp hơn, đúng không ạ? Ok, thì khác biệt với cả Bitcoin và ETH không có quá nhiều biến động thì trong tuần vừa rồi có một cái điểm nhấn mà tất cả mọi người đều phải quan tâm, đó chính là đồng XRP. Thì đồng XRP thì các bạn đều biết là trong cái khoảng thời gian cuối năm 2020 ấy, thì XRP đã vướng vào những cái vụ kiện với Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ SEC, và cái điều này thì ảnh hưởng rất là nhiều tới danh tiếng của công ty Ripple cũng như là chính cái đồng coin này, và khiến thậm chí là một số sàn giao dịch còn delist cái đồng coin này khỏi cái sàn giao dịch của họ. Đó. Tuy nhiên thì trong tuần này thì cái vụ kiện này lại đang có những cái diễn biến rất là đáng chú ý và có lợi cho phía công ty Ripple. Thì ngay mới hôm qua từ phía Ripple đã thành công trong cái việc yêu cầu cái quyền được tiếp cận đến những cái tài liệu nội bộ của SEC để xem là vì sao Bitcoin và ETH được xem là hợp pháp tại Mỹ. Và cái việc tiếp cận được những cái tài liệu này thì Ripple có thể tìm ra được những cái lập luận để mà bảo vệ cho cái quan điểm của mình, cũng như là hiểu được các quy chuẩn của SEC là như thế nào. Và điều này thì sẽ mang lại cái lợi thế cho công ty Ripple trong cái vụ kiện này. Với những cái diễn biến tích cực như vậy thì trong tuần vừa rồi XRP đã có một cái sự tăng trưởng lên tới 100%, tức là từ cái vùng giá tầm $0.5 đã tăng lên mức là hơn $1.1 chỉ trong vòng có 3 ngày. Và rất là nhiều người đang kỳ vọng vào một cái sự hồi phục mạnh mẽ của cái đồng coin này. Và có một cái tín hiệu rất là đáng mừng diễn ra trên thị trường, đó là đồ thị giá của đồng XRP đã thành công trong cái việc thâm nhập vào cái vùng kháng cự cứng là từ $0.83 cho tới hơn $1. Sau hơn 1.000 ngày nằm dưới cái vùng giá này, tức là khoảng gần 3 năm, XRP mới có một cái mức giá trên $1. Thì thị trường đang có một cái tín hiệu tăng rất là mạnh. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng là các bạn nên chờ đợi những cái tín hiệu xác nhận cho cái xu hướng uptrend hiện tại. Thì chúng ta sẽ cần cho đồ thị hoàn thành vượt lên trên cái vùng kháng cự hiện tại và xác nhận những cái vùng hỗ trợ mới tại cái mức giá 0.8. Và sau đó thì test lại cái mức giá $1.08. Và nếu như có thể mà xác nhận được một cái vùng hỗ trợ tại cái khu vực này ấy, thì các bạn có thể xem xét đánh những cái lệnh buy với đồng XRP và có thể là thị trường sẽ hướng tới những cái mục tiêu cao hơn là từ $1.25 và có thể cao hơn nữa là $1.9. Thì cái đồng XRP nó có một cái đặc điểm như mình đã phân tích ở rất là nhiều video trước, đó là nó có những cái đợt pump và dump rất là bất ngờ, rồi sau đó nó lại đi vào cái trạng thái sideways trong dài hạn. Cũng như các bạn có thể thấy là sau khi mà bất ngờ dump mạnh từ ở cái vùng 0.8 thì trong suốt tháng 2 và tháng 3 thì XRP nó cũng chỉ sideways quanh cái vùng $0.45 cho tới $0.56 mà thôi. Tuy nhiên thì chỉ mất có 2-3 ngày là giá nó lại tăng lên hơn $1. Đó. Do vậy thì những cái bạn nào mà đầu tư vào XRP thì các bạn nên chuẩn bị một cái tinh thần, đó là nếu mà các bạn đã hold ấy, thì các bạn sẽ cần phải hold dài hạn. Tuy nhiên thì phải chớp thời cơ rất là nhanh để chốt lời được những cái mức giá tốt. Cũng như là nếu mà bất ngờ giá có giảm thì các bạn cũng không nên quá hoảng loạn bởi những cái thông tin được đăng tải. Thì ở trong cái video phân tích về cái thông tin XRP bị kiện thì mình cũng đã chia sẻ cái quan điểm của mình về cái đồng coin XRP này rồi, và mình nghĩ rằng là ở cái thời điểm đó mình đã chia sẻ với các bạn là cái vùng mua từ 0.2 đến 0.3 là cái vùng mua rất là ok đối với những cái ai mà còn tin tưởng vào dự án XRP. Và các bạn có thể thấy là sau một thời gian thì cái đồng coin này lại đưa ra những cái thông tin tích cực để mà đẩy cái giá đồng coin lên. Đó, thì các bạn có thể thấy là chúng ta không nên bị FOMO và chúng ta không nên bị mất bình tĩnh bởi những cái thông tin được đăng tải ở trên những cái website hoặc là khiến cho cộng đồng FOMO, vì cái đặc tính của cái con XRP này nó là như vậy. Ok, thì bây giờ mình sẽ phân tích cho mọi người những cái xu hướng ngắn hạn hơn đối với đồng XRP nếu như các bạn muốn đánh margin với cái đồng coin này. Thì các bạn có thể thấy là trên cái khung thời gian H4 ấy, chúng ta đang có xuất hiện một cái nhịp điều chỉnh giảm. Các nến giảm dần cái động lượng và bắt đầu xuất hiện các cái nến doji. Tuy nhiên thì hiện tại thì XRP đang có cái tín hiệu là hồi phục trở lại. Nếu chúng ta nhìn vào những cái chỉ báo ví dụ như RSI thì mặc dù là đã giảm xuống dưới cái mức quá mua nhưng mà vẫn đang duy trì cái giá trị ở quanh cái mức 60. Trong khi cái chỉ báo Stochastic thì tiếp tục xuống dốc và có khả năng là sẽ giao cắt. Và với những cái tín hiệu như trên thì mình đang kỳ vọng là thị trường sẽ có thêm một cái nhịp giảm về cái vùng kháng cự từ 0.83 cho đến 0.86 trước khi quay lại cái trend tăng. Nhưng mà với cái đà tăng hiện tại thì không ngoại trừ khả năng là cái lực mua quá lớn sẽ đẩy giá lên ngay lập tức. Hiện tại thì mình nghĩ rằng XRP có thể phù hợp cho những cái lệnh long với đòn bẩy là X5 và các bạn có những cái target ngắn, đúng không ạ?
Thì mình sẽ chia sẻ ngoài BTC và ETH thì trong thời gian tới mình sẽ chia sẻ thêm cho mọi người những cái tín hiệu về đồng XRP nữa. Thì mình thấy là đồng coin này trong thời gian tới khả năng là có những con sóng khá là đẹp để chúng ta có thể vào lệnh. Thì bạn nào quan tâm thì các bạn có thể tham gia vào trong nhóm được không ạ? Cuối cùng thì mình sẽ cho mọi người một số những cái nhận định về đồng ADA. Thì mình thấy là đồng coin này mọi người cũng rất là quan tâm. Thì trên cái khung D1 ấy, thì cái xu hướng chủ đạo của đồng ADA vẫn đang là xu hướng uptrend. Và trong khoảng vài tuần trở lại đây thì đồ thị giá của ADA đã hình thành một số những cái đáy mới đi theo cái cấu trúc tăng dần và xác nhận những cái mức hỗ trợ mới tại cái khu vực là 1.15 đô la. Tuy nhiên thì cái sóng tăng trên thị trường hiện tại vẫn chưa quá rõ ràng khi mà cái đồ thị của ADA thất bại trong cái việc hình thành những cái đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ và giá hiện tại đang bị cản lại tại cái khu vực là 1.4 đô la và có cái sự điều chỉnh giảm. Và trong mấy ngày hôm nay thì giá đang đi sideways và không rõ xu hướng. Tuy nhiên thì cái điểm tích cực ấy là giá vẫn đang được đỡ bởi cái đường MA và cái chỉ báo RSI thì dù là đang đi ngang nhưng mà hiện tại vẫn đang duy trì trên cái mức là 50. Và những cái điều này cho thấy là dù là cái lực mua đã giảm, tuy nhiên thì cái xu hướng tăng mình nghĩ rằng sẽ vẫn được có thể là duy trì trong cái khung thời gian là khung daily. Với khung H4 thì đồ thị giá của ADA đang có một cái đợt điều chỉnh giảm về cái vùng tầm 1.152 cho tới 1.156. Và đồ thị giá thì cũng đang có những cái phản ứng khá là nhạy với cái đường hỗ trợ MA200 trên cái khung thời gian này. Và hầu như là những cái đợt điều chỉnh giảm của ADA thì đều cố gắng là duy trì cái nến đóng nến phía trên cái khu vực này. Và một số những cái thanh nến hình thành tại đây nó bắt đầu có cái tín hiệu là rút dấu rất là mạnh khi mà quay lại test lại cái đường hỗ trợ. Có một thông tin khá tốt là thời điểm hiện tại trên những khung thời gian nhỏ thị trường đang xuất hiện những cái tín hiệu tăng. Số RSI đang có cái xu hướng là dốc lên trên và tiếp cận đến cái mức 50. Trong khi đó thì hai cái đường đồ thị của chỉ báo Stochastic thì cũng đã cắt lên và dần rời khỏi cái khu vực quá bán. Và với những cái tín hiệu tích cực như vậy thì mình sẽ kỳ vọng là sau khi mà kết thúc cái nhịp điều chỉnh này thì giá có thể phản ứng với cả cái đường trendline ở bên dưới và bật lên lại cái khu vực 1.134 cho đến 1.152 đô la. Và đây sẽ là mình nghĩ là sẽ là cái vùng mua tốt cho những bạn nào mà đang quan tâm trade về cái đồng ADA. Thì đó là tất cả những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với mọi người trên những cái chart cầu thị của các đồng coin trong cái video ngày hôm nay. Thì trong thời gian tới mình sẽ tiếp tục là theo dõi sát sao và nếu như thị trường có những cái biến động gì lớn thì mình sẽ thông báo cho mọi người và sẽ làm những cái video. Thì mọi người hãy nhớ subscribe kênh để có thể theo dõi được những cái thông tin này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại mọi người ở các video sau. Xin chào.